ký ức về một thời coi ké. Khoảnh khắc háo hức đợi chờ những hình ảnh đen trắng thuở nào được phát ra từ cái tivi vẫn mãi đậm sâu trong tâm thức của biết bao người. Để có được một cái tivi đen trắng lúc bấy giờ không phải chuyện dễ dàng, nên nhà nào khấm khá lắm mới dám mua. Từ đầu trên đến xóm dưới, duy nhất có nhà bác Năm là sớm tậu món đồ sành điệu này. Bác Năm không chỉ giàu tiền giàu bạc, mà nghĩa tình cũng như bát nước đầy. Trời chập tối là bác lại rộng cửa đón chờ bà con trong xóm đến để coi vô tuyến. Người xứ tôi là vậy đó. Em không biết gì nữa. Thật hay lắm ha. Cái bữa này hay lắm. Con nít đứa nào mà không mê hoạt họa, nên không cần phải hẹn. Cứ chiều độ chiều khoảng 5 giờ hơn là đứa nào cũng lăng xăng, băng đồng lội ruộng đi xem chương trình những bông hoa nhỏ. Bây giờ, chương trình dành cho con nít chỉ có vậy thôi. Tuy ít, nhưng nó đã cho bọn tôi biết bao trận cười giòn giả. Có lẽ ở cái xứ này khi về đêm, thì ngoài cái ánh sáng và những hình ảnh được phát ra từ cái màn hình dung chức của cái tivi, thì không còn sự hấp dẫn nào bằng. Vì vậy mà từ lúc nào, nhà bác Năm đã trở thành điểm hẹn của mọi người sau một ngày làm việc vất vả trên ruộng đồng. Là dân quê miền sông nước, hầu như ai cũng mê nghe đờn ca tài tử, nên cải lương đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Mấy bà, mấy dì cứ canh đến tối thứ bảy là hẹn nhau có mặt đông đủ. Có người ở ấp bên kia cũng chèo ghe qua xem. Có cô ẵm theo cả em bé đi cùng. Nên không lấy làm lạ khi cứ vào tối thứ bảy, nhà bác Năm lại đông hơn mọi bữa. Cải lương là món ruột, nên từ người lớn đến con nít ai cũng xem không chớp mắt. Xem hoạt hình thì bọn tôi có thể tha hồ cười, chứ cải lương thì tuyệt đối phải im lặng à nghe. Trà thơm nha. Đi đưa mệt mà ngửi cái mùi trà để nó thấy khỏe lại liền. Nhớ nhất là bà Bảy, không hôm nào đài chiếu cải lương mà thiếu được bà. Thằng Tèo hay đi cùng bà, nhưng ít khi nó xem đến hết tuồng. Chắc tại mấy cô chú đóng cải lương hát mùi quá, nên nó mới xem đài bằng hai cái lỗ mũi như thế này đây. Bây giờ đâu đâu cũng có điện, nhưng hồi đó làm gì có để mà xài. Đèn dầu, sang chút là đèn bình, và hát tivi cũng bằng điện bình đó thôi. Đang lúc tuần hay mà bình yếu hoặc hết điện giữa chừng là ai nấy cũng muốn thót tim. Nhưng ít khi nào bác Năm để mọi người phải thất vọng ra về vì không xem được hồi kết. Bởi lúc nào bác cũng đều thủ sẵn một cái bình điện sơ cua. Mình dở ra rồi nói cho anh biết đi. Mình mua anh chơi chút biếu giải để mai về. Thì em... Em sao? Ừ? Em để... Để gì sao giấu anh? Hả? Em... Hả? Cái vụ này nè... À, trời ơi vợ của tôi thật là chu đáo, biết lo xa từ tâm áo. Thế mà tôi vô tình nào biết nào hay, qua hạnh phúc của vợ chồng tôi.
sắp có đứa con đầu lòng. Mình ơi, nhưng mà gái hay trai? Với em gái hay trai gì cũng được, bởi vì lòng mẹ đã thương con. Em mong sao gió thường mưa hòa để mẹ tròn con vuông. Tốt tươi cho vui cửa vui nhà như đồng lúa. Hết chương trình, ra về là tiếng bàn tán bắt đầu sôi nổi. Ý kiến vậy thôi, chứ ai nấy cũng cảm thấy tuồng cải lương hôm nay đáng để họ đi bộ, chèo ghe hàng mấy cây số để mà coi. Mang tiếng là coi ké, nhưng bọn con nít tuổi tôi được bác Năm thương lắm. Hôm nào quên mang đuốc là bác liền đốt cho. Mùa nắng thì khỏe, chứ còn mùa mưa thì ôi thôi khỏi bàn tới, vì nó cực ơi là cực. Lúc nào cũng vậy, bận đi thì bọn tôi hồ hởi thông dong, chứ bận về là chân liền bước thật nhanh. Lỡ mà mấy bó lá dừa cháy hết là chỉ có chạy, vì đêm tối đen đứa nào cũng sợ ma. Năm đó, nhà tôi làm lúa trúng mùa gấp bội. Ba tôi đã mua về một cái tivi, nhìn bề ngoài y hệt như của bác Năm vậy đó. Vui gì bằng khi vừa có tivi lại đúng dịp nhà có đám giỗ. Ngồi gói bánh tét mà được nghe hát cải lương thì không ai biết mệt là gì. Cuộc sống cứ dần xoay và sẽ còn nhiều thay đổi. Nhưng người dân quê tôi vẫn mãi nghĩa tình. Tuy nhà nào cũng có cho riêng mình một cái tivi, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhiều cô chú hay đến nhà tôi để cùng xem chương trình đài phát như thời tivi đen trắng. Chắc rằng không phải một thói quen, mà đó là tình làng nghĩa xóm luôn làm sợi dây kết nối để mọi người càng xích lại gần nhau.